xin chào các bạn. Hiện tại thì hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình lại đến chơi với anh Thành. Và hôm trước anh vẫn quên không bảo mình là anh cũng có hai con khuyên nữa các bạn ạ. Thế nhưng mà hiện tại là hôm nay anh lại phải đi làm rồi. Thế là mình lại đến hôm nay là lại coi như là lại không không gặp anh ấy. Và anh ấy lại nhờ. Thế là hôm nay tình hình thì hôm nay mình đến và coi như là mình đã được xách hai con chim khuyên ra đây rồi. Vâng, đây là hai con chim khuyên của anh ấy. Đấy, đây để cho chú mượn nào. Rồi. Bây giờ con đi vào nhà đi nhá. Con đi vào nhà đây ạ. Thế con đứng ra bên kia. Đứng ra bên kia để chú quay chim không cho chim nó nhảy. Các bạn ơi. Ngồi đây à? Ngồi đấy nhá. Thưa các bạn, đây hai con chim đây ạ. Đây là hai con chim khuyên. Anh ấy nuôi. Bây giờ rất là đẹp. Nhìn con khuyên này bạn ơi, nhìn này. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Cú gì đấy? Yên nhá, để chú quay nhá. Chú quay cho các bác xem nhá. Này nhìn con khuyên này, bây giờ con này thì là con mộc này. Con mộc bẫy được nhưng mà cũng rất là đẹp. Con này là nuôi từ lúc con, bé con, tí. Con này thì nuôi từ lúc bé lên, bây giờ là Sơn chơi với nó đi cho anh em xem. Đấy nhá, mình bắt đầu chơi này. Đấy anh em xem này. Đấy, con này dáng đứng kiểu gà trọi luôn này. Xù lông lên này. Xù lông cao chưa? Đấy, ổ lông này, đấy thấy chưa? Đây là mình là người lạ nhá. Mà anh ấy ở nhà anh ấy còn thò tay vào cù được, nhưng mà bây giờ mình cũng vẫn cù được này. Đấy nhưng mà chẳng qua con này nó vẫn thận trọng bởi vì nó lạ mà. Đấy, đây này. Đấy, thấy chưa? Chơi rất hay. Chơi con này mà chơi đem về mà anh em mà muốn chơi. Ừ. Con này đấu con chim. Ở dưới này à? Thế bây tí mai đấu nhá. Bây giờ để chú quay cho các bác xem đã nhá. Đây. Đấy các bạn ơi, là con của anh ấy là đang kể là con này là hay đem ra ngoài kia là hay treo lên để cho nó học giọng rừng các bạn ạ. Đấy. Đây cháu nó xách chim ra đây này. Rồi đấy. Đấy. Thế lên là đây này, con chim này này. Đấy, chủ yếu hôm nay cho anh em xem con này nó xù mà nó đứng cao, anh chưa nhìn thấy con nào kiểu chơi kiểu này đâu. Đấy là anh thôi, còn em thì thấy nhiều rồi. Đấy, bởi vì anh cũng không biết đợt trước chim ấy. Đợt trước con thằng Hiếu là mồm nó bắt nhỉ, nó bắn kẹp 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 kẹp. Còn con này xù như gà trọi luôn này. Đấy các bạn này, đây. Đấy, con này kẹp 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 đấy. Để sát đây xem có con này là đợt anh em mình đến là anh ấy còn bắt đầu đút cám cho đây đúng không? Đây, còn phải đút cám cơ. Đây. Khuyên non anh thấy chơi hay mà. Khuyên non thì chơi cực hay bởi vì là các bạn ạ, thực ra chơi khuyên non này riêng những cái loại chim mà các bạn nên chơi khuyên non sách lên chơi là thứ nhất là họa mi này. Họa mi chơi non được này. Và chim mảnh khuyên chơi non được. Còn nói thật, nhiều bạn không biết cứ luôn mua trào màu non về chơi. Nói thật với các bạn, nếu như nuôi trào màu non các bạn phải có một con chim thật hay để ép giọng. Chứ còn nếu mà các bạn mà chim nuôi non lên không, các bạn bảo đấy, các thứ là chim vứt đi các bạn ạ. Đấy, đi lên là riêng khuyên, vành khuyên là chơi non được nhá các bạn nhá. Cho ông quay phim thử trêu tí này. Đây cho ông quay phim trêu. Anh cứ làm thế này, nó lướt tay đấy này. Đấy, anh nhìn thấy. Nhìn này. Ai, xù to chưa? Vẫn há mồm. Đây là chưa chủ nhá, không nó còn chơi ác nữa. Chủ nó còn nhảy và nó đá tay cơ các bạn ạ. Đấy, hôm nay giới thiệu cho anh em con khuyên. Con này hết nước rồi, tí nữa cho nước vào nó cho nhá. Tôi để chú vào chú cho nước. Đây là anh này, anh đi làm đến nỗi mà anh ấy không cho nước. Cho nước thì không anh chết tỏi. Anh đi vào đây để em lấy nước cho nhá. Đi sát ra này ông chó nó dọa. Nước ở bên nào? Ấy. Anh này, anh ấy canh. Đổ nước nhá. À, anh Thành anh ấy đi làm nhiều này cũng không thời gian chăm lắm này. Anh em nào mà muốn mua là chắc anh sẽ bán đấy. Ở đây. Không phải chắc là sẽ bán mà anh sẽ bán luôn ý. Đây cho nước vào đây. Đấy, đi làm cả ngày nước nuôi này mình mà không đến thì chắc là hiệu thì, hiệu. Thôi tạm thế thôi. Tạm thế đã. Tối về thì anh ấy sẽ cho ăn xong. Đấy. Đây. Treo lại vào cho anh ấy. Đây chỗ ở của hai em đây. Đây chỗ ở của hai em. Đây là treo lên đúng chỗ nó chơi với ác nữa Sơn ạ. Đây thứ nhất là con này treo ở đây. Đấy. Đấy con này nó treo ở đây, đưa chúng treo cho. Rồi thế. Đấy. Đây này các bạn ơi. Đấy cho nước, cho nước rồi. Cứ vào nó uống ngay bởi vì là nó khát nước. Từ chiều nữa chắc rồi. Đi, con đừng treo nó thế nhá. Đấy. Này nhìn này. Chơi hay khoái. Thôi được mấy phút rồi anh nhỉ? 5 phút được 5 phút rồi thôi các bạn ơi.
cũng quay cũng nói thế thôi, không các bạn lại bảo mình nói nhiều. Với hai là thôi thì bây giờ là mình cũng sẽ nói luôn là mình sẽ kết thúc clip ở đây. Mong anh em là nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ clip này đến mọi người. Thế nhưng mà trước khi hết clip thì là mình lại thấy tia thấy anh ấy đang làm một cái lồng. Cái lồng rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thì đây mình hiện tại đây. Cái lồng này là anh ấy làm coi như là làm để nhốt cho vào đây. Đấy, xưởng mộc xưởng gỗ là làm để nhốt nhưng mà chưa hoàn thành các bạn. Ừ. Cần gỗ này. Biết rồi. Đấy. Nhựa. Bằng không, đây là cáp quang các bạn. Cáp à? Đây là dây cáp quang các bạn nhé. Đấy, anh ấy làm ở này chưa xong, khi nào xong thì mình sẽ quay xuống tay cho bạn một buổi về cái lồng này kết hợp với lồng tắm luôn. Đấy, thì mình như thế. Thôi bây giờ cái lồng này chưa xong thì mình cũng thôi xin clip kết thúc clip ở đây nhá. Đấy, mong anh em là nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, và muốn mua chim khuyên thì mình cũng sẽ để số điện thoại của anh Thành như thế. Các bạn xem. Thôi ok, xin chào các bạn.